Hôm nay thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ tiếp tục livestream cho các bạn một ca một bà mẹ bỉm sữa ba con nhé. Đây hiện tại thì là chị đã sinh được ba bé rồi đúng không ạ chị? Vâng ạ. Mình sinh bé thứ ba là cách đây lâu chưa ạ? Em sinh đây khoảng 7-8 tháng rồi đúng không ạ? Vâng, tại vì là nhìn hiện tại là cái vùng da dư của mình ở trên bụng là hiện tại vẫn còn một chút. Đấy, thì không biết là mình sinh em bé thì mình lên nhiều ký không ạ chị? Em lúc trước khi em bầu á là em 53 em lúc em đẻ lên mặt cân là 70. Thế là mình lên 20 ở đâu mình lên 17 cân đấy chứ. Nhưng mà bạn thứ ba rồi thì bao giờ cũng sẽ sổ nhanh hơn đúng không? Hôm nay là sau bao nhiêu ngày mình thực hiện giảm mỡ thì công nghệ của cô Linh của bên em này chị? Em làm vào tháng 7 trước Tết. Chị ạ? Trước Tết ạ? Em nhớ ngày âm là ngày 4/12. Thế hôm nay là đến ngày hôm nay là mình cảm thấy là mình đã giảm được nhiều chưa? Làm cái đấy thì em thấy nó cũng giảm được mấy cm nhưng mà em muốn nó giảm tiếp. Em tuần trước em đi làm. Thế là giảm cũng giảm được khá nhiều rồi đúng không? Đó. Bây giờ mình đi thêm cái công nghệ dưỡng thêm cái công nghệ Venus Legacy để làm nó làm săn chắc và tạo thành một cái vùng bụng eo nhá. Đấy. Sinh ba bé là mình đều sinh mổ hết à? Vâng, em sinh mổ. Bây giờ hiện tại là mình vẫn đang cho em bé bú đúng không chị? Vâng. Thế nên là với cái công nghệ này thì nó sẽ rất là an toàn, không xâm lấn hay là mình cũng không tiêm bất cứ một cái gì vào người cả. Nên là bà mẹ là vẫn cho em bé bú như bình thường. Đó. Hiện tại cân nặng của mình đang là bao nhiêu cân nhỉ? Em hiện tại là 63 cân ạ. 63 cân ạ. Thì chắc là khoảng tầm về được khoảng tầm mức 53 là sẽ là rất là đẹp. Vâng, em đang cố gắng. Em hy vọng là sau cái điều chỉnh này khoảng 6 tuổi này nó về được như thế là mơ. Đấy, mình cứ chăm đi dưỡng như thế này thì chắc chắn là nó sẽ về nhanh hơn. Tại vì cái nhiệt nó, tốc độ nhiệt nó sẽ đưa xuống và nó sẽ đào thải nhanh hơn á. Vâng. Cái này thì mình về thì mình cũng hạn chế ăn đường với ăn tinh bột một chút thôi. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo để cho đủ sữa cho em bé. Đấy. Mọi người đang nhìn thấy nhá, chị Thanh Hàn đang được thực hiện bà mẹ ba con rồi, vĩ đại rồi chị nhá. Để ba em bé sinh mổ này là quá vĩ đại luôn. Lần trước là chị giảm được 10 kg rồi đúng không chị? Sau sinh em bé thứ hai, em sinh thứ hai xong thì em cũng giảm được 10 cân, giảm được 10 cân, giảm được 16 cm. À, thế là cũng nhiều. Cũng dùng cái công nghệ. Vâng, bên em đúng không? Vâng, đấy. Nó là nằm trong cái liệu trình của liposuming của bên em. Đó, và hôm nay là sau tiếp tục là sinh em bé thứ ba xong rồi lại tiếp tục đến với Bali để thực hiện. Em rất tin tưởng viện Bali này. Vâng, đấy. Mấy lần em đều giảm béo ở đây. Vâng. Nên nó hiệu quả như thế này thì chắc chắn là mình vẫn phải đi tiếp thôi chứ đúng không? Sinh em bé thứ hai xong mà giảm được 10 kg và 16 cân là quá nhiều rồi đúng không? Đấy. Bạn này sinh xong bạn này đứa thứ ba như thế này thì chắc chắn là sau khi mà làm xong cũng lại sẽ về giá như thế đấy. Không khó chịu gì đúng không chị? Em thấy dễ chịu lắm, ngon, thoải mái. Vâng. Đây nhá, chị ở khách hàng ba em bé, feedback phản hồi rất là tốt. Sinh em thấy thứ hai xong cũng đã điều trị ở Bali và rất là thành công. Làm được khoảng tầm 10 kg và 16 cm. Và sau khi mà bây giờ hiện tại là sinh xong em bé thứ ba được 7-8 tháng lại tiếp tục thực hiện cái công nghệ giảm mỡ của Bali nhá. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, cái vùng bụng sau khi mà bầu xong ba bạn thì chắc chắn là cái vùng da của mình nó sẽ không được như là như bạn đầu tiên. Nó sẽ có cái độ đàn hồi và nó sẽ có cái mức độ chảy xệ nhất định hơn. Đấy, thì mình kết hợp với cái công nghệ của Venus Legacy này thì nó sẽ làm săn cái vùng bụng của mình lại. Thì nó hạn chế cái phần chảy xệ, cái vùng da chảy xệ của mình hơn đấy chị ạ. Đấy. Rồi, các chị em sau sinh là sau khi mà sinh xong khoảng tầm dưới 1 năm nhá, thì cái tốc độ đào thải mỡ lúc này nó sẽ nhanh hơn. Tại vì là mỡ của mình sẽ đang là mỡ lỏng thì nó sẽ điều trị thì nó sẽ mỡ nó sẽ đào thải ra ngoài nhanh hơn. Còn nếu như mà để khoảng tầm trên 1 năm hoặc 2 năm thì lúc đấy thì mỡ nó sẽ lại trở thành mỡ cứng rồi, thì cái tốc độ đào thải cũng như là cái thời gian điều trị thì nó sẽ chậm hơn. Đó. Rồi mọi người bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc nào thì có thể là để lại comment bên dưới nhé.